Xin chào tất cả các bạn và rất vui được gặp lại trong chuỗi video về cuộc sống. Thật sự thì những đóng góp, những lời động viên mà các bạn để lại trong những cái comment trên YouTube tôi có đọc hết. Và thật sự thì có một số tôi có trả lời và một phần khác thì tôi chỉ có để lại cái trái tim để cho biết rằng tôi đã đọc thôi. Nhưng mà cũng có rất nhiều bạn là đã tìm ra được Facebook cá nhân và gửi tôi. Thì những cái băn khoăn mà các bạn đề cập, hay là ngày hôm nay là có hai bạn cũng tâm sự về cái cách mà để sống lạc quan hơn, thì cũng nhân đây tôi sẽ gửi những cái gì mà các bạn băn khoăn vào trong từng cái video của mình. Và mong rằng là các bạn vẫn bên cạnh để mà ủng hộ, cũng như rằng là giúp tôi có thêm động lực để ra nhiều video mới. Rồi bắt đầu video ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện có thật mà chính vợ tôi chứng kiến. Đó là tuần trước bà đi ăn với lại cái người chị họ của mình ở cái quán bò lê rầu ở ngay cái góc Nguyễn Thị Nhỏ, ngay cái vòng xoay Lê Đại Hành á. Nếu mà bạn nào sống ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là biết cái góc đó. Thì lúc mà ra ăn cái quán này thì vợ tôi nói thấy có một cái đám nữ sinh còn mặc đồng phục của trường Trương Vĩnh Ký. Đó là một cái trường tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng coi như là khá có tiếng. Thì một nhóm bạn này khoảng chừng chục người ngồi. Thì hôm đó hình như là sinh nhật cái người bạn trai sao đó, cho nên lát nữa là cái anh bạn trai mới tới. Rồi sau đó rằng là gọi món ăn. Thì vợ tôi nói trời ơi, nó gọi nhìn ghê lắm kìa. À, nó gọi mấy mâm thịt ra, thịt mà mấy khay thịt mà nó chất chồng 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 lên luôn nè. Gọi đã thèm luôn mà không có ăn đó, gọi đã luôn không ăn. Thì sau đó rồi ngồi đường xíu thì hai bạn trẻ này đứng lên thanh toán đi về, người bạn trai trả tiền đó, anh bạn trai móc tiền ra trả. Rồi cô bạn gái bận lắm quơ hết cái đống quà của các bạn mình rồi leo lên xe đi đó. Thì các mấy cô bạn còn lại, toàn nữ không, thì mấy cô bạn còn lại ngồi một xíu rồi cũng đi, bỏ lại hết toàn bộ cái phần mà đồ ăn vừa mới kêu. Và tôi nói trời sao nhìn lãng phí dễ sợ luôn. Mà trong lúc mà ngồi với nhau đó thì hai người không ngại thể hiện tình cảm. Vợ tôi nói trời, nó ngồi nó ôm hung nhau đã lắm. Qua câu chuyện này tôi mới thấy rằng là không biết những cái bạn trẻ nghĩ gì. Và tôi cũng chưa biết rằng là cái số tiền mà các bạn có mà để hoang phí, các bạn gọi đồ ăn, gọi để làm gì nếu mình ăn không hết? Để chứng tỏ điều gì? Sợ sĩ diện với mấy cô bạn kia sao? Đó, sợ rằng là bạn trai mình nhà giàu mà không có tiền trả sao? Đó, cho nên rằng là đây là một cái cách để các bạn trẻ lấy lè. Vậy thì trong video này tôi sẽ đề cập ở hai vấn đề chính. Thứ nhất là cái cách giáo dục là giới trẻ, và thứ hai là cái cách để tạo ra một cái động lực sống như thế nào. Các bạn cùng đón xem nha. Xin chào và chúng ta quay trở lại với video. Thì để mở đầu cho cái phần về giáo dục giới trẻ, tôi xin trích dẫn lời của Bác Hồ, vị chủ tịch của chúng ta. Thì ông đã từng nói như sau: ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền. Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà ra. Đó là một trong những cái câu nói mà rất là nổi tiếng của bác. Mà các bạn thấy đúng không? Ngủ ai cũng giống ai, nhưng mà tỉnh dậy lại có đứa dữ đứa hiền. Nhưng mà sự thật bắt nguồn toàn bộ là do giáo dục. Thì nếu như mà gần đây chúng ta thấy cái việc thương tâm, đó là cái vụ mà của trường quốc tế Gateway. Và nói sơ qua mà theo như thông tin mà chúng ta thấy là đang lan truyền ở trên mạng, chứ còn báo chí chính thống thì hiện giờ một là không dám đăng, hay vì một cái lý do gì đó mà chưa biết. Nhưng mà có vẻ như là vụ này có bộ căng ạ. Tại vì nghe đâu á, là cái thành phần mà sáng lập ra cái trường này có gốc gác là từ chính phủ. Hơi khó á. Thì cái này rằng là
tôi cũng giống như mọi người là coi những gì trên mạng thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà sự thật như vậy thì tôi nghĩ rằng là những người, nếu như thật sự cho dù con cháu của mình có đang là tại chức quan chức cấp cao chăng nữa, nhưng mà nếu như con cháu của mình sai phạm thì đúng ra mình nên xử. Còn nếu mình bao che thì có nghĩa rằng là mình quý cái ghế mà mình đang ngồi. Mà tại sao mình quý cái ghế của mình đang ngồi? Đó là tại vì cái ghế đó sinh ra lợi lộc. Đó. Và mình sợ rằng là khi mà xét lý lịch thì cái hồ sơ của mình sẽ không đẹp bằng đối thủ, thì kẻ khác sẽ lên ngồi cái ghế của mình và mình mất chức. Đó. Cho nên con cháu mình có tiền có bạc ha, rồi đi đầu tư chỗ này chỗ nọ, nhiều khi mình cũng không dám nhận đâu, phải giếm cái thông tin lại. Nhưng mà cuối cùng rồi làm sao mà che được. Thì tôi cũng hy vọng rằng nếu như sự thật là quý vị quan chức nào mà có dính líu tới vụ này thì quý vị hãy giữ cái sự công tâm. Còn bằng không, cho dù có ngồi được cái ghế đó, cho dù có ăn được bao nhiêu tiền, thì cái luật nhân quả quý vị phải trả nhiều khi cái giá rất là đắt. Đôi khi mình sẽ chết lúc mà già đó, mình chết trong đau đớn, bệnh tật, chứ không được chết mà an nhàn như người ta đâu. Đó, hy vọng rằng là chúng ta cùng công tâm để tìm ra sự thật. Thì qua cái sự việc mà này thì tôi cũng không muốn nói thêm, tại vì chúng ta đã cũng thấy quá rõ rồi, nó đau lòng lắm. Nhưng có một cái điều mà ở trên trang của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ thì ông có đưa một cái phần tin nhắn của một bạn ở trên mạng, thì cho rằng là cái lời của bạn này nó cay nghiệt quá, nó thiếu cái nhân tâm quá. Thì ở đây tôi cũng sẽ đọc nguyên văn lại cho chúng ta nghe. Cha mẹ bận mấy thì ít nhất cũng đưa con đi học cái lớp 1 đi. Cái lý do mất con vì cho đi xe trường bị để quên do cả mình đấy. Bé xíu mà thả con đi xe chung, trường cũng sai nhưng cha mẹ sai hơn. Chọn cái trường gần nhà cho tiện đi, đua nhau quốc tế quốc teo xe đưa xe đón. Sáng đọc tin đau xót mà điên. Rất nhiều người rằng là vô comment chửi bạn này. Thì nhà báo Hoàng Nguyên Vũ ông cũng có một cái lời tế nhị là bạn hơi thiếu cái tâm trong cái hoàn cảnh đau xót này. Nhưng rất nhiều người vô chửi thậm tệ cái bạn mà đăng tin này. Thì thật sự ra bạn nói vào cái hoàn cảnh này không đúng lúc. Nhưng khi tôi đọc tôi cũng nhìn ra được một cái khía cạnh khác, và tôi nghĩ rằng tôi cũng hiểu cái ý mà bạn nói chung, chứ không phải về gia đình của đứa bé này, mà là nói chung nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Cái này thì tôi đồng ý. Tại vì chính mắt tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều phụ huynh không chọn cho mình cái trường, con mình cái trường gần nhà, dù bé ở cái mức mẫu giáo hay cấp 1, mà lại chọn một cái trường điểm, một cái trường quốc tế hay trường tư gì đó không biết, ở rất là xa, để rồi cực cái công đi đưa đón. Tại sao vậy? Đó. Tại sao cứ phải rằng là cho con mình một cái trường mà nó gọi là bề thế chi vậy? Đối với tôi thì tôi ưu tiên cho con tôi học cái trường gần nhà, được cái giống như cái trường đối diện nhà tôi nè, có một cái trường công đối diện, cứ thế mà gửi con mình qua thôi. Đó. Đâu cần phải quốc tế. Lý do tại sao tôi nói vậy? Cấp tiểu học và cấp 1, cái mà những đứa bé nó cần thứ nhất là đó là sự an toàn. Các bạn thấy rất nhiều cái trường hợp mà ngày nay bắt cóc nè, tai nạn nè, là ở cái lứa tuổi này. Cho nên cha mẹ, người nhà càng ở gần càng tốt. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà các bé nó chưa phân biệt được người tốt, người xấu. Nó nghe lời bạn bè, hay thí dụ có ông nào ông đứng trước cổng trường, ông bắt cóc sao? Đó, lỡ đâu phải lúc nào mình cũng đi sớm được. Thí dụ lỡ bữa nào đó nhà xa quá, mình đi kẹt xe, mình đến trễ 15 phút. Rồi đứa bé nó không biết, nó ra trước, bị người ta dụ đi. Cho nên càng ở gần càng tốt. Đó. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn các bé nó chưa cần phải là đi học thêm, học nếm. Chưa cần phải trở thành là Einstein với chỉ số là 180. Chưa cần phải đi đánh giải này giải nọ. Mà cái các em nó cần, các bé nó cần là được cái sự sáng tạo,
cái trí tưởng tượng, cái sự ngây thơ ở cái tuổi này cần phải gìn giữ, chứ không phải bơm vào đầu nó những cái trách nhiệm, không phải bơm vào đầu nó những cái lý tưởng của người lớn, để rồi nó thành bà cụ, nó thành ông cụ. Hãy cho các bé vô tư ở cái thời điểm này. Tôi không bắt con tôi đi học thêm gì cả. Mình dạy nó được bao nhiêu mình dạy, trách nhiệm vẫn là ở cha mẹ. Tôi nói có nhiều cái chính người lớn mình quên, bản thân tôi cũng quên. Tôi kể cho chúng ta chuyện của tôi luôn nha. Hôm bữa đi làm về mệt quá đó, mà lúc đó mình thư giãn bằng cách mà mở điện thoại ra lướt Facebook rồi này kia chơi. Thế là con tôi nó cầm cái cuốn sách vào, nó nói ba ơi, ba nhìn nè ba ba. Thế tôi nói con đi ra ngoài con khoe mẹ đi, à, ba đang coi điện thoại xíu. Tôi còn nghe cái tiếng nó vọng lại luôn mà. Bó tay ba luôn. Lúc đó tôi không để tâm lắm, tôi chỉ nghe vậy thôi, kể nó nít mà. Đó, mình ngồi thư giãn, ngồi quẹt quẹt đã luôn. Rồi sau đó lúc mà nó chuẩn bị, thường thì nó đi ngủ nó hay thích tôi kể chuyện cho nó nghe. Thì lúc đó không biết nó nói gì đó mà nó nói quá trời luôn, nó liên tục. Thì tôi bị mất tập trung, tôi nói rằng con im lặng đi, nãy giờ con nói nhiều quá. Cái nó im re. Thì tôi ngồi, tôi cũng không để tâm lắm, cái tôi cũng ngồi chơi điện thoại ngồi. Cái nó ủa sao im re vậy? Nhỏ nằm khóc. Tới lúc này tôi bỏ điện thoại, thì tôi mới lại chỗ nó, nơi tôi ôm nó lại. Thì lúc này nó mới khóc. Tôi nói ba sai rồi. Ba đi về mà ba không chơi với con đó, là lỗi của ba sai rồi, ba hư lắm đó. Bây giờ con nói chuyện với ba đi, con kể ba nghe chuyện gì nè. Cái nó nói con muốn ba kể cho nghe chuyện bảy chú cù. Gái tôi lên lớp 2 rồi. Thì lúc đó tôi mới kể chuyện cho nó nghe. Rồi nó thôi con ngủ đi. Nó ngủ. Nhiều khi chúng ta cho rằng là chúng ta đi làm quá nhiều, chúng ta vất vả kiếm tiền vì gia đình, thì chúng ta có cái quyền để mà được thư giãn. Và khi mà về nhà, rất nhiều bậc phụ huynh là lo việc của mình và quên đi con cái. Quý vị quên rằng là những đứa bé nó vẫn cần được sự yêu thương, nó vẫn cần được nói chuyện với ba mẹ của mình, nó vẫn cần được cái nhu cầu mà chia sẻ. Thì không, thậm chí có bạn còn lên, tôi thấy trong một cái trang mà mua bán, cần mua một chiếc điện thoại rẻ 500 ngàn để cho con xem YouTube. Giá nó xem mấy video của tôi đi cũng mừng. Quý vị đâu có biết rằng là để cho đứa bé nó ngồi ở nhà nó coi tivi hay là coi máy nhiều, đa phần là các bé trở nên là chậm phát triển về ngôn ngữ đó, và một số bé thậm chí rằng là trở nên tự kỷ, mất các kỹ năng mà giao tiếp với lại thế giới bên ngoài, cũng là vừa từ các thiết bị này mà ra. Nhưng không phải cái thiết bị nó gây nên tội, mà là do chính cha mẹ. Quý vị muốn con quý vị ngồi im một chỗ để quý vị được làm việc riêng, để quý vị được rảnh tay rảnh chân, tống nó vào các trường, các trung tâm, các lớp học thêm cũng như vậy. Nó mới lớp 1, lớp 2 mà chở đi học suốt. Để chi? Để nó nhà nó quậy, nó nhà nó hư, nó nhà nó coi máy. Tống nó đi thì ít ra mình cũng được 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó thư giãn. Mình làm việc của mình, mình uống cà phê với mấy đứa bạn chẳng hạn đó. Có nhiều cha mẹ suy nghĩ như vậy đó, thì hỏi sao con nó không hư. Rồi lại thêm nữa, nhiều ông thánh bà thần cho rằng là con trẻ dạy bằng lời, không cần đánh đập. Ủa tôi đâu có nói rằng là chúng ta đánh theo cái kiểu mà đánh như là trâu như bò, như đánh như thú đâu, mà là đánh phải dạy. Nó hư vẫn phải đánh. Tại vì khi mà một đứa bé nó cảm nhận được, tôi nói ví dụ vậy, thằng bé con tôi á, nó mới có 11 tháng à, nó hay leo lên bàn, lúc mà bày cái mâm cơm ra nó hay leo lên bàn, nó đòi lấy đồ ăn. Thế là nó đương nhiên nó chưa hiểu được cái tiếng mà tiếng nói, đó, 11 tháng nó chưa hiểu lắm, đó, thì lúc này là tôi mới nói rằng nóng, cái tô nè, nóng, đương nhiên nó đâu có hiểu cái chữ nóng của tôi là gì. Thì tôi lấy cái muỗng, muỗng canh đó,
cái muỗng đó thì cái tô nó còn nóng, tôi rút ra. Xong rồi tôi dí nhẹ vô bàn tay nó. À, dí nhẹ vô ngón tay nó, chỗ này. Đó, chích vô một cái. Thấy chưa? Nóng. Nóng, tôi phải lặp đi lặp lại cái từ nó. Nóng. Nó hiểu, nó rụt cái tay lại, nó biết. Cái cảm giác đó là nóng. Và lúc này nó tuột xuống. Vậy thì khi mà dạy con mình, một đứa bé mà nó đã biết được là cái đòn roi là đau như thế nào từ lúc nó còn nhỏ, thì nó sẽ sinh ra một cái phản ứng là sau này nó sợ cái cảm giác đó lặp lại. Nó sợ cái nỗi đau. Đó. Và chính cái nỗi sợ này nó sẽ không làm cho đứa bé mà dám liều mạng. Đó. Và đứa bé lúc này nó sẽ suy nghĩ chín chắn hơn trước mỗi cái quyết định của mình. Cho nên đánh là phải đánh cho đúng. Đánh là phải đánh cho đáng. Chứ không phải đánh bậy đánh bạ rồi đánh như là côn đồ. Nhưng phải dạy cho nó hiểu được mọi thứ ở đời. Và cái xuất phát đầu tiên mà là cái bước đệm để sau này nó ra đời, nó phải thông minh, nó phải biết lựa chọn cho chính xác. Đó là hãy tập cho nó sợ. Hãy tập cho nó biết đau. Còn nếu như con biết điều đó là đau, con biết điều đó là sợ mà con vẫn làm, thì đứa bé này sau này cực kỳ kiên định. Nó phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu như nó thấy rằng là điều này nó nên làm thì nó sẽ làm. Và đương nhiên rằng là khi nó đã chấp nhận làm cái điều đó, cái điều mà nó sợ đó, mà nó vẫn làm, thì có nghĩa rằng nó sẽ tự chịu trách nhiệm. Quan điểm của tôi về dạy con là như vậy. Cho nên tôi nói luôn, bây giờ còn nhỏ chưa đánh đâu, tới một tuổi nào đó đánh cho hiểu. Và đó lý do mà các con cũng vậy, nó đi về nó biết nó phải để giày để dép như thế nào. Giày dép phải để lên kệ, phải xếp cho ngay ngắn, chứ không phải về nhà rồi bạ đâu mà vứt đó. Ha. Đồ đạc ở trong phòng cũng vậy. Chơi xong mẹ nó nói gì, dọn dẹp. Đó là phải nghe, phải biết phụ. Kêu con ơi, vô phụ mẹ dọn cơm. Có thể rằng là có khi nó còn đang coi tivi, nó không có quan tâm lắm. Kêu thứ hai và vô phụ mẹ dọn cơm. Mẹ nó vừa gần cái nó vô. Tại vì nó biết rằng là mẹ nó mà nếu như mà nói không nghe là lát nữa tôi la. Có những cái tôi không có binh. Chứ không phải rằng là mẹ la rồi ba xoa, không phải vậy. Mà là có những cái cả hai cùng la. Và ba phải la dữ hơn. Đó. Thì là chỉ cần là tiếng thứ hai là nó chạy vào, nó giúp dù nó có muốn hay không. Đó. Cái cách mà dạy con là như vậy. Rồi bây giờ quay trở lại cái đám trẻ. Nhiều người cũng vậy, cho con mình những cái điều kiện. Có thể tại sao? Ừ, tại vì chúng ta có một cái tuổi thơ bất hạnh. Có nhiều cha mẹ hồi xưa khổ, rồi nhớ lại cái cảm giác của thấy bạn mình nó có gì đó, quần áo đẹp, lúc đó mình thèm mà ba mẹ mình, ông bà ngoại không đủ tiền mua, ông bà nội không đủ tiền mua. Cho nên bây giờ mình không muốn con mình phải chịu cái cảm giác mà bị bạn bè nó coi thường. Thế là mình ra sức mình làm cho con mình phải nổi bật. Có một cái trường hợp đó, đó là khi mà tôi quên mất là chuyện đó ai kể tôi nghe. Tức là trong một cái lớp mầm non đó, thì tới cái hôm mà Noel thì những cái đứa bé ba mẹ sẽ gửi quà vào để cô nhà trường có sắp một cái người đóng giả ông già Noel để phát cho các bé. Thì cha mẹ nào cũng vậy, để cho con mình được hãnh diện, có người gửi vào một cái hộp quà thật là to. Và cái đứa bé nào mà nó được ôm cái thùng quà to nó hạnh phúc lắm. Thì có những đứa bé nó được nhận một cái món quà rất là nhỏ, nó khóc. Có đứa nó khóc luôn mà. Đó. Nó khóc luôn. Trời sao quà nhỏ xíu nó khóc. Nó chưa cần bóc ra luôn mà nó cứ thấy cái quà nhỏ hơn quà của bạn là nó khóc. Mẫu giáo mà. Đó. Nó khóc. Thầy, tại sao phải là lấy con mình ra để mà lấy le vậy? Hả? Tặng cái món quà đó để cho các phụ huynh khác cũng phải nể mình con nhà giàu. Hả? Tặng cái quà hộp đồ chơi đắt tiền cho con mình để cho người ta biết rằng là con mình là công chúa tiểu thư.
Rồi có một cái trường hợp khác nữa, mua quà cho mắt vào, mua đồ chơi cho mắt vào. Cái chuyện này là có thật nha. Mua đồ chơi cho mắt, sau đó là sợ hư, đem về không dám cho con chơi, tối ngày bỏ vô hộp, chụp hình up lên mạng. Đấy nè, mới mua nè, mấy triệu nè, mấy trăm đô nè, nhưng không dám cho mình chơi, con mình chơi xíu thôi, la nó đánh nó. Nha, lỡ mà làm hư là đánh nó, xong rồi bỏ hộp cất, trưng chơi vậy đó. Thiệt, tôi vừa mới nói thiệt, tôi chứng kiến cái chuyện đó, cái chuyện này là thật nha. Tôi chứng kiến, tôi nói luôn, tôi không chịu nổi cái kiểu cha mẹ đó luôn á. Đó, chủ yếu là để khoe, sĩ diện. Nha. Cho nên rằng là nhiều người phải cho con mình tiền, mới học cấp 2, cấp 3 mua SH cho chạy, mua xe xịn cho chạy để lấy le với bạn bè. Đó, con mình đi học là bước vô cái trường đó là ai phải biết tiếng nó. À, phải biết tiếng luôn cả ba nó. Đó, tổng giám đốc công ty à, mất dạy nào đó ai biết thì mới dạy con mình kiểu đó. Đó, cho nên nhiều người vẫn còn nghĩ cái kiểu rằng là lấy con mình để đánh bóng cho mình. Đi họp phụ huynh cũng vậy, lúc nào cũng mạnh miệng, để tôi đóng góp, lớp cần gì, mua máy lạnh, mua tivi, mua, tôi bỏ tiền. Để cho người ta phải nhớ đến cái tên của mình. Tôi gọi cái thứ phụ huynh đó là khốn nạn. Anh muốn đóng góp, anh lịch sự, anh tế nhị, anh đừng lúc nào anh cũng chơi nổi hơn con người ta. Anh vì con anh kìa, nó cần cái món đó không? Nếu như mà cái lớp nó cần cái tivi, ok, tôi cũng đóng góp mua cái tivi. Đó, hoặc là nếu như mà nhiều phụ huynh người ta khó khăn, người ta không đóng được, thì lúc này mình hãy gặp riêng cô giáo mình nói nhỏ, cái phần còn thiếu có gì để tôi ủng hộ thêm, nếu như điều kiện của mình mà khá giả hơn, rồi có gì tôi ủng hộ thêm, đó, nhờ cô giáo giúp đỡ. Cho nên cái phần đóng góp thì mình, nếu như mình thật sự mạnh, mình nên gặp riêng trao đổi cô giáo. Nó là như vậy. Đó, của cho không bằng cách cho, ông bà ta dạy như vậy. Cho nên quý vị phụ huynh nào mà khốn nạn muốn khoe của thì nhớ những cái gì mà tôi nói. Nha. Còn nếu như mà quý vị mà biết ai mà đang có cái trò đó đó, thì mở cái video này cho coi, để cho tỉnh cái người nó ra. Sau này con cái nó lớn lên giống y chang đám đó đó, vừa ăn hại, vừa ra vẻ, còn lãng phí nữa kìa, chẳng đóng góp gì được cho đất nước. Và cái này tôi mới nói là nguy hiểm nè. Có rất nhiều đứa bé đó, sau khi nó xài tiền quen, quý vị tưởng đâu rằng là có nhiều khi mình nghe một đứa nói, trời, tháng nó đi học 10 triệu, tiền tiêu vặt của nó là 10 triệu. Sau này nó lớn lên, tới lúc nó đi học đại học, tuần ba cho tao 100 triệu tao xài cũng hết nữa. Nó lụ đạn, nó trời, nhiều khi mình nghe mình nói, mình, trời ơi, cho tuần 100 triệu xài hết luôn. Những đứa mà công tử nó xài hết thiệt chứ không phải không? Nó mua toàn đồ hiệu không? Đôi giày của nó nhiều khi mấy chục triệu, 100 triệu sao đủ? Đó. Thì tôi nói, đến cái ngày mà quý vị tán gia bại sản vì làm ăn thất bại, hoặc là quý vị tham ô tham nhũng bị bắt, thì tới lúc này con cái quý vị nó quen cái thói ăn xài, và nó cũng quen cái xói sĩ diện của cha mẹ nó. Tới lúc này là tôi nói luôn, dám nó đi mượn tiền để nó duy trì cái danh của nó. Hồi tôi còn nhỏ, tôi đọc bài báo Mực Tím cũng đã có nhắc đến trường hợp này. Cái con bé này cũng vậy, con nhà giàu, sau đó ba mẹ phá sản. Đi đâu nó cũng trả tiền cho bạn bè để lấy oai. Tới lúc ba mẹ nó phá sản, nó không dám nói cho ai hết. Hằng ngày nó vẫn đi mượn tiền để mà nó đi học cho người ta biết rằng là nó vẫn còn giàu. Thì nó mượn theo cái dạng gối đầu, tức là cứ là mượn xong rồi là xong, mượn thằng khác lại trả thằng này, cứ vậy đó, cứ này đòi là mượn thằng khác để trả, đắp vô như vậy. Thì người ngoài người ta nhìn vô, người ta vẫn tưởng đâu con nhà giàu. Cho đến một ngày mà một á, là nó vướng vào vi phạm pháp luật đó, đi cướp giật hay này kia bị bắt. Hai á, là tới lúc vỡ nợ đó. Vỡ nợ ra thì đương nhiên là xấu hổ quá, thì những đứa bé này chỉ có tự tử mà thôi, chứ tôi nói không dám bảo đảm sống nổi đâu. Đó, chính quý vị là giết con mình. Cho nên tập đi, tập cho nó cái thói sĩ diện và ăn chơi giống mình đi. Tập cho nó cái thói ra vẻ đi, mua xe xịn, mua đồ xịn cho nó đi. Nhà giàu mà, khoe cho đáng.
đó, hay là giống mấy ông nội bây giờ mua mấy cọng dây chuyền vàng đeo vô xong cuối cùng bị bắt vô chỏng ngồi hết rồi đó, cái tật ra vẽ. Mà đương nhiên là cái dòng đó là đa số luôn là kiếm tiền phi pháp đó, đây tập đi. Còn bây giờ quý vị muốn dạy con, tôi nhắc lại, ở mẫu giáo và cấp 1 nên bám sát con mình, ưu tiên cái trường gần nhà cho nó để mà tiện đưa đón, và mỗi ngày dành thời gian nói chuyện với lại con mình. Cái lứa tuổi này nó rất cần cái điều đó nhé. Mẫu giáo và lớp và cấp 1 hãy dành thời gian nói chuyện với con mình nhiều hơn. Với cấp 2, cấp 3 thì lúc này hãy động viên nó học, động viên nó thi vào trường điểm. Tôi nhắc lại là thi vào trường điểm, chứ tôi không nói rằng là bỏ tiền ra mua trường điểm đó. Tôi cũng không nói rằng là bỏ tiền mua điểm, và tôi cũng không nói rằng là bỏ tiền để mà lo cho nó vô một cái trường mà cao cấp quốc tế. Và nếu như nó học xong ở cấp 3 rồi, nó học xong đại học rồi, nó muốn đi du học, hãy để nó đi xin học bổng. Tôi nhắc lại điều này, hãy để nó tự đi xin học bổng, chứ đừng lúc nào cũng dùng cái tiền để giải quyết vấn đề. Hãy tập cho con mình nó đứng trên đôi chân của nó đó, thì sau này nó mới đứng vững đó. Còn bây giờ đối với lại những bạn mà hỏi tôi về cái động lực sống, làm sao mà thấy trên video mà cái năng lượng tôi nó tràn trề, thì có bạn tôi nói luôn, chúng ta không thể đánh giá một con người qua một cái hình ảnh hay qua một cái video được. Cái mà các bạn thấy ở đây đó, đâu có nói rằng là tôi không biết mệt, tôi không biết buồn, mà tôi phải vượt qua được những cái điều đó. Vậy thì làm sao để vượt qua được cái buồn, cái mệt của mình? Tôi nói bí quyết của tôi là gia đình, bí quyết của tôi là những người mà tôi thương yêu. Chỉ cần là mình sống vì người khác thì lúc này là những cái chuyện mà mình gặp, những cái vui buồn mệt mỏi nó không còn đáng quan trọng nữa. Tôi mệt cách mấy nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình có thể đổi cái mệt của mình, lấy một cái chuyến đi du lịch, lấy một cái gì đó mà gia đình mình vui, thì lúc đó tôi lại phấn chấn lên, tôi cố gắng tôi làm. Mỗi lần mà tôi buồn, tôi cũng nghĩ rằng là vẫn còn những người yêu thương mình ở bên cạnh, tôi phải cố lên, phải sống để cho họ tự hào. Và tôi lại tiếp tục. Ngay khi tôi phạm sai lầm, thì người mà ở bên cạnh là mẹ của mình. Những giây phút mà thập tử nhất sinh, người ở bên cạnh tôi là mẹ. Mẹ chưa bao giờ bỏ tôi cả. Cho nên sống làm con làm cái, nhiều khi mình quên mất mẹ mình. Mình nhớ vợ mình, nhớ con mình, nhớ người yêu, nhớ bồ bịch gì đó, mình quên đúng cha mẹ mình. Nhưng đến khi mà mình bệnh tật thì cái người ở bên cạnh là cha mẹ. Mình phạm sai lầm, mình phạm lỗi tới đâu chăng nữa, người tha thứ vẫn là cha mẹ. Đó là lý do mà phải tiếp tục sống. Các bạn cảm thấy khi các bạn chán đời, vợ tôi hôm nay kể tôi nghe cái câu chuyện về cái anh mà nhảy cầu còn may mắn sống sót, sau đó anh mới kể lại cái cảm giác lúc mà anh nhảy từ trên cầu xuống, quần áo của anh giống như là muốn xé toang ra, tại đập nguyên cái người xuống, mà từ mấy chục mét mà đập cái người xuống, nói rằng là cơ thể muốn như là rách nát ra đó, rát bỏng. Rồi lúc mà xuống cái dòng nước gần như không cách nào làm gì được, nước nó cứ thế mà nó sọc vào mũi, sọc vào cuống họng đó, rồi sóng nó cứ cuốn mà đi, mình không cách nào mình làm gì được. Thì anh này may mắn sao mà dòng nước cuốn ảnh vào trong bờ. Rồi lúc đó là có một cái người đàn ông mà nghèo sống ở gần đó, thấy vậy mới cứu đem về.
Nhà ông này hết luôn cả gạo rồi, vẫn ráng nấu cho anh này là tô cháo, rồi chăm cho ảnh mấy ngày để ảnh lại sức. Tới khi mà ảnh lại sức rồi, ảnh mới nói, ảnh mới thấy rằng là nhiều người còn khổ hơn mình nữa kìa. Thế là ảnh về nhà, ảnh gom gạo rồi này kia, ảnh đem lại đó cho cái người đã cứu mạng mình. Chỉ những người đã từng chết thì mới biết cuộc sống nó quý giá như thế nào. Tôi từng chết 6 lần. Nỗi đau mà tôi trải qua, tôi không bao giờ quên. Vết dao nó đâm vào người mình, những cái cơn hành hạ mà do thuốc nó vật mình, một cái người to lớn khỏe mạnh cũng không cách nào chống lại được. Cái cảm giác khó chịu cồn cào đó, cái cảm giác đau đớn đó, cái cảm giác kiệt sức đó, nếu các bạn nếm qua rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cuộc sống các bạn nó đáng quý cỡ nào. Và nếu các bạn nhìn thấy được người nhà của mình thức trắng đêm bên mình, mong cho mình được khỏe mạnh đó, mong cho mình bình phục, thì lúc đó mình mới thấy mình khốn nạn như thế nào, để mà mình ráng mình tiếp tục. Cho nên cái động lực sống, cái nghị lực sống của tôi từ đó mà ra. Chứ không phải là tôi là cái người mà lúc nào cũng hừng hực khí thế. Một ngày tôi làm việc từ sáng tới tối. Động lực của tôi ở đây cũng vậy, là đem những gì mà mình có cho các bạn. Để nếu một ngày nào đó mà các bạn bế tắc trong cuộc sống, nếu một cái ngày nào đó mà các bạn không còn biết tin vào ai, ít ra các bạn cũng có thể nghe được những cái lời này, và các bạn có thể giữ lại một chút cái cân bằng của mình. Thì chính vì vậy các bạn cũng là động lực để tôi tiếp tục sống. Đó, hãy sống vì cái người khác, đặc biệt là những người mà mình thương yêu, thì các bạn không còn có cái cảm giác mà buồn chán hay mệt mỏi nữa. Cơ thể vẫn của các bạn, máu thịt vẫn của các bạn, nhưng tinh thần và linh hồn là dành cho người khác. Quý vị biết cái câu chuyện mà con quỷ bất diệt không? Nó giấu tim nó ở chỗ khác, cho nên cho dù có đâm, có chém, có làm như thế nào chăng nữa, nó cũng không chết được. Về sau mới phát hiện ra quả tim nó ở chỗ khác, hủy quả tim nó mới chết. Vậy thì khi các bạn đem con tim mình cho người khác thì cơ thể các bạn trở nên bất diệt, không một cái nỗi buồn, không một cái sự mệt mỏi nào xâm chiếm được. Đó, cho nên bạn nào đang bi quan, bạn nào đang buồn chán, thì các bạn tự hỏi, các bạn có ai là người quan trọng nhất đối với mình hay không? Chỉ cần trả lời được, các bạn sẽ tự cân bằng lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này. Chào và hẹn gặp lại.